Nay mình tiếp tục học một cái bài mới nha. Hôm vừa rồi anh em mình có học bài trước đúng không? Đó là gì ạ? Thứ nhất là nguồn điện và dòng điện, mình cũng biết được cái hướng đi, cái đường đi của nó rồi. Sau đó anh em mình có học đến một cái bài nữa, đó là gì ạ? Khi mà dòng điện chạy trong cái dây dẫn như thế này, đúng không ạ? Độ dài nó càng cao thì nó cản trở dòng điện càng nhiều, thì mình cũng biết được là cái nguyên nhân gây cản trở dòng điện bởi cái gì rồi. Đó là bởi cái điện trở đúng không? Bởi cái điện trở R này. Và mình cũng đã học cái bài điện trở rồi. Thế thì trong quá trình mà điện áp nó sẽ chạy trong cái dây dẫn như thế này, thì nếu như mà anh em theo cái phân tích như hôm trước đó, thì mình cũng biết rồi, khi nó chạy trong dây dẫn như này thì nó sẽ có hiện tượng này đi, nó sinh ra các cái từ trường, một cái điện trường rất nhỏ chạy trong dây dẫn này đúng không, di chuyển trong dây dẫn này, thì cái điện trường này nó hoạt động như vậy thì nó có ảnh hưởng như thế nào với cái nguồn điện đó. Thì hôm nay mình sẽ học đến một cái bài mới, đó là cuộn cảm nha. Ở cái chế độ bình thường như này, hôm trước anh em mình học bài nam châm rồi, đó là gì, đối với cái trường hợp mà điện áp đi trong dây dẫn nó sẽ sinh ra một cái gọi là điện trường, hay còn gọi là một cái từ trường rất nhỏ đúng không. Nhưng nếu như trường hợp mà chúng ta đưa một cái dây dẫn như thế này, cũng là một cái dây dẫn như thế này đúng không, chúng ta đưa một cái nam châm lại gần cái dây dẫn, thì nó sẽ làm cho cái e nó trông ở trong dây dẫn này sao ạ, chuyển động không, chuyển động đúng không? Nó chuyển động, chuyển động với cái hướng ngược lại nha, ngược lại. Bởi vì sao, em giả sử như thế này nha, em giả sử như thế này, em có một cái thanh sắt như này đó, nó đang sắp xếp như thế này, đúng không, mà em đưa một cái nam châm lại gần, nam châm nó đang sắp xếp theo chiều như này. Đúng không? Thì ngay lập tức anh em này, cái này nó đang đối đầu, đưa đầu ở đây đúng không, thì nó sẽ sắp xếp làm sao cho cái này nó theo hướng ngược lại đúng không. Tức là nếu trường hợp em đặt ở đây cái thanh sắt đó, em đưa dưới này nha, em đưa giả sử sau khi nó sắp xếp lại thì nó sẽ sắp xếp lại như này đúng không, theo hướng ngược lại không? Theo hướng ngược lại, có xu hướng sắp xếp theo cái hướng ngược lại, ngược lại. Thế thì ngược lại tức là cái từ trường ngược lại không? Nó sẽ tạo thành cái dây dẫn này, nó sẽ bị sắp xếp theo một cái hướng có cái từ trường ngược lại. Mà cái từ trường ngược lại thì nó sẽ sinh ra điện áp ngược lại không ạ? Nó sẽ sinh ra một cái điện áp ngược lại, đúng không? Đấy, anh em hiểu như vậy. Thế thì nếu một trường hợp gì ạ? Em đang cho chạy tải trên đường dây dẫn này, rất là một tải rất là lớn này. Em đột ngột em ngắt cái tải đó, thì cái từ trường sinh ra trên cái đoạn dây dẫn này nó sẽ cảm ứng ngược lại này không? Đúng không? Nó sẽ cảm ứng ngược lại dây dẫn này. Và khi nó cảm ứng ngược lại dây dẫn thì nó sẽ làm gì ạ? Sắp xếp lại các e nó trông trong dây dẫn. Đấy, từ trường sẽ sắp xếp lại các e nó trông trong dây dẫn. Khi nó sắp xếp ngược lại thì bắt đầu sẽ sinh ra một cái dòng điện với cái chiều ngược lại, đúng không ạ? Tuy nhiên thì một cái dây dẫn như này đúng không? Dài lắm đúng không? Dài lắm. Thường thường một tác động khoảng độ tầm này đúng không? Mình không thấy không có sự gì thay đổi đâu. Không thấy có, gần như là không thấy có sự thay đổi mấy. Bắt buộc là chúng ta phải sao ạ? Nếu mà chúng ta để thấy rõ ràng hơn thì người ta bắt đầu người ta mới thí nghiệm, người ta làm thí nghiệm. Đó là lúc này người ta sẽ cuốn lại. Người ta cuốn cái dây dẫn đó lại để cho nó tập trung lại một điểm. Đấy. Đấy, người ta cuốn nó lại như này. Người ta mới thấy nó rõ ràng hơn. Người ta cuốn như thế này nha, người ta cấp vào đây một cái hiệu điện thế này. Một cái hiệu điện thế này. Đấy. Cho nó chạy từ điểm A này sang điểm B này. Và khi người ta ngắt nó đi, người ta mới phát hiện ra gì ạ? Nó có một cái dòng điện chạy theo chiều ngược lại nhỉ. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là khi mình đưa điện áp vào đây, đúng không? Nó đi, nó sẽ có một cái dòng chảy từ A sang B này. Và khi nó chảy từ A sang B thì lúc này trên cái đoạn dây dẫn này cuốn cuốn này, nó sẽ sinh ra một cái hiệu điện thế, à một cái từ trường rất là nhỏ. Và khi ngắt nguồn điện đi thì cái từ trường nó sẽ cảm ứng lại chính cái cuộn dây này. Đấy. Và khi cảm ứng chính cuộn dây này lại thì lúc nãy em bảo rồi đúng không, thì nó sẽ sắp xếp lại các e trong trong dây dẫn đó. Đấy, theo cái hướng mà tạo ra một cái điện áp theo cái chiều ngược lại như này, tùy theo cái dây dẫn của mình nó có số vòng dây nhiều hay ít mà cái điện áp ngược sinh ra mạnh hay yếu. Có nghĩa là gì, cái vòng dây này điện áp sinh ra, vòng dây càng nhiều thì cái điện áp ngược sinh ra càng nhiều đúng không. Và cái hiện tượng này đúng không, người ta gọi là gì ạ? Cái hiện tượng này người ta gọi là hiện tượng tự cảm.
À, nó sẽ tự động cảm ứng lại nó chính nó. Và cái cuộn dây này người ta gọi nó là cuộn cảm nhé. Mình hôm nay mình học đến bài cuộn cảm. Và người ta cũng phát hiện ra này này, khi mà cái vòng dây người ta quấn quanh nhau như này, cứ quấn quanh nhau như này thì nó sẽ tạo, người ta cấp điện vẫn ở cái vòng dây này, người ta phát hiện ra này, nó tạo ra một cái năng lượng rất ít. Nhưng nếu mà ta nhét vào đây bằng các cái lõi khác nhau, đó, các cái cuộn dây này đây, các vòng dây như này đúng không, đấy, người ta nhét vào đây một cái lõi sắt này, người ta phát hiện ra này, khi người ta ngắt nguồn điện đi nó sẽ tạo ra một cái điện áp khác nhau. Đấy, người ta lại đưa vào đây một cái lõi ferrit này, lại tạo ra điện áp khác nhau nữa, và nó để lõi không khí để tạo điện áp khác nhau nữa. Tức là gì ạ? Tùy theo cái lõi ở bên trong của cái cuộn cảm này, đấy, nó là lõi bằng gì thì nó sẽ tạo ra các cái mức năng lượng khác nhau. Lõi không khí là thường thường là mức năng lượng thấp nhất, năng lượng ngược sinh ra thấp nhất, lõi gì sắt từ cao hơn, đấy, lõi ferrit cao nữa. Thế thì nay mai người ta sẽ tạo ra một cái cuộn cảm. Thì cuộn cảm người ta ký hiệu là chữ L, L, L hoa nhé. Đấy. Và cái độ lớn của cuộn cảm, người ta năng lượng của cuộn cảm ấy, giống như điện trở thì có năng lượng nó là tính bằng ôm đúng không? Thì cái cuộn cảm này năng lượng nó được tính bằng Henry, Henry nha. Henry, và người ta ký hiệu là chữ H. Là chữ H. Và trong mạch điện thì cuộn cảm này khi trên sơ đồ ấy, người ta ký hiệu rất nhiều kiểu, và chúng ta cũng phải biết được cái ký hiệu trên sơ đồ. Ký hiệu trên sơ đồ, ký hiệu này người ta ký hiệu bằng các cái vòng dây như thế này, anh em nhìn thấy các cái vòng dây nha, đúng không? Đấy, các cái vòng dây như thế này. Anh ấy đi, em đang quay video nốt đây. Đó, khách. Đó. Chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có những cái dạng như thế này, đúng không? Đây là cuộn cảm lõi không khí, lõi không khí, tức là bên trong nó chỉ là các cuộn dây quấn vòng quanh nhau thôi, đúng không? Bên trong nó không có gì cả. Người ta gọi là cuộn cảm lõi không khí. Cái này cuộn cảm lõi sắt từ, lõi sắt. Còn cái này là lõi ferrit. Đấy. Còn đây chính là cuộn cảm có lõi có thể điều chỉnh được. Nha. Tức là một cái lõi của nó gì? Người ta quấn như này, đây, người ta quấn này, đây là các vòng dây này. Đúng không? Bên trong này nó có một cái lõi nắp ở đây. Đấy, bên trên đỉnh nó có một cái núm xoay. Khi nó càng xoáy vào thì cái lõi càng tiến sâu vào trong này ạ. Mà tiến sâu vào thì năng lượng nó sẽ tăng lên không? Tăng lên, đúng không? Thì đây chính là các cái loại cuộn cảm. Thì trong thực tế thì cuộn cảm thì nó có rất nhiều hình dáng đúng không? Nhưng mà cấu tạo của nó thì sao ạ? Cấu tạo bên trong nó cũng bởi các cái vòng dây nó quấn lại với nhau, quấn vào với nhau. Nó ngăn được các cái vòng dây này bên bên ngoài nó được ngăn cách bởi một lớp em may nhé, cách điện nha, chứ không phải là lõi đồng bình thường đâu. Nếu mà lõi đồng bình thường nó chập vào nhau hết, đúng không? Có nghĩa là các vòng dây này không liên quan với nhau cả. Đấy. Thì đây chính là cấu tạo cuộn cảm. Nay mai cuộn cảm này thì nó sẽ có cái hiện tượng là một số cái bệnh như thế này. Thứ nhất ấy là nó đứt dây, bởi vì dòng nó đi qua lớn mà, nó sẽ làm đứt cái dây đi. Đứt thì chúng ta đo đồng hồ nó không lên, nó kim không? Đúng không? Cái trường hợp thứ hai nữa là nó bị om một vài vòng. Om tức là gì? Đáng ra cái này nó có tới 10 vòng, đúng không? 10 vòng, nhưng bây giờ nó bị om mất 3 vòng rồi, còn có 7 vòng thôi. Thì cái cuộn cảm nó không còn đúng giá trị ban đầu. Ví dụ ban đầu làm 3 Henry thì bây giờ nó chỉ còn lại khoảng độ 2 Henry thôi chẳng hạn. Thì đấy là những cái dạng hỏng của nó. Và một cái dạng nữa là cái dạng chập, đúng không? Nó chập tất cả các vòng này với nhau, nó bị cháy luôn. Cái này nhìn được. Thế thì nay mai gặp cái trường hợp như thế thì anh em tiến hành là như thế nào? Thứ nhất là việc đầu tiên là anh em phải làm sao đó để mà cuốn lại đúng số vòng. Và nay mai có một số cuộn cảm anh em cần phải cuốn đúng chiều. Đúng không? Dĩ nhiên là chúng ta lắp chiều nào cũng được không?
Nhưng mà nay mai khi mà có một cái cuộn cảm hỗn hợp ấy, à, ví dụ như có hai cuộn cảm trở lên nó mắc nối, nó quấn trong một cái có lõi ấy, thì chúng ta phải quấn đúng chiều của nó nhé, đúng chiều. Và nay mai nếu mà trường hợp mà chúng ta gặp cái cuộn cảm mà nó đứt theo kiểu om ấy, là cái cuộn cảm khó nhất, rất là khó. Nhưng mà om thì đa số nay mai mình gặp ở trong các cái biến áp xung ấy, đấy, các cái cuộn dây sơ cấp ấy nó hay bị om thôi, chứ còn bên ngoài thì đường om cũng khá ít, chủ yếu là gặp chập nhiều. Om tức là mình tính cái bài là nó hỏng mất một vài vòng thôi, chứ còn nếu mà hỏng nhiều quá sự lựa vào số vòng ấy, thì mình gọi là chập luôn. Cái cuộn cảm này thường thường cái số vòng dây rất là nhỏ, đâm ra mình đo kim đồng hồ gần như là về không, tùy theo loại cuộn cảm khác nhau. À, những cái cuộn cảm mà có cái năng lượng nó rất là nhỏ thì được gần như nó lên về không luôn, đâm ra chúng ta rất là khó đo. Việc đầu tiên quấn lại là phải đúng số vòng, chứ đừng có anh em đừng có quấn gì ạ, đúng số đường dây nhé, đúng đường kính nhé. Em mai nhiều ông kéo ra xem dài bao nhiêu, cắt đoạn dây bằng như thế quấn lại là sai, bởi vì lúc này nó tính số vòng. Đấy. Nếu mà đầu tiên là phải dùng số vòng cái, sau đó là chúng ta chọn cái kích thước làm sao cho phù hợp, chúng ta quấn lại. Nếu mà chúng ta chọn kích thước mà lớn quá thì chúng ta quấn vào nó sẽ không vừa, sẽ bị trồi lên. Ngoài ra em mai có những cái cuộn cảm mà những cái cuộn cảm này thường thường là sao, nó sẽ ghi luôn trên thân của nó, ghi luôn số mi trên thân nó, micro Henry chẳng hạn, Henry trên thân thân nó gọi là cái năng lượng cuộn cảm, nó ghi luôn trên thân, ví dụ nó bao nhiêu Henry các thứ đấy, ghi luôn trên thân. Tuy nhiên ngày mai nó sẽ có những cái cuộn cảm có một cái năng lượng nó nhỏ hơn rất nhiều, nhỏ rất nhiều, và nhỏ hơn như vậy thì nó có những cái số lẻ nữa, thì đâm ra người ta thường thường người ta phải ký hiệu vạch màu, và chúng ta đọc vạch màu giống như là trên điện trở nhé, giống như trên điện trở, đơn vị của nó là vì số mi nó nhỏ, đương nhiên là chúng ta nó sẽ đổi sang cái đơn vị đó là micro Henry nhé, micro Henry. Một Henry này nó giá trị rất là lớn nha, đổi sang micro Henry nó sẽ đổi được khoảng bao nhiêu nhỉ, 1 triệu à, 1 triệu Henry à, hay là 1.000 Henry, nó có máy tính đó, mấy cái này thì nó quá đơn giản rồi về không gian lại rất là nhiều, đổi ra hình như là được khoảng 1 triệu Henry phải. Thế đâm như là cái giá trị Henry này của nó rất là nhỏ, à rất là lớn. Đó. Để đổi ra đơn vị nhỏ thì nó mới dùng được. Đơn vị lớn thế thì chắc là trong thiết bị bình thường mình nó gần như không có gì dùng. Mỗi một cái đơn vị này nó sẽ cách nhau khoảng độ 1.000 nhá. Anh em lưu ý nhá. Từ Henry trước khi đổi ra micro Henry nó còn qua một cái đơn vị nữa. Nó là mini Henry nhá. Một Henry này nó sẽ đổi ra được là 1.000. Mini Henry. Một mini Henry nó sẽ đổi được là 1.000 micro Henry. Mà trong cái khi trong các thiết bị điện tử của mình ấy, đường cái đơn vị dùng đơn phổ biến nhất nó là micro Henry, là nhỏ. Nên giờ chúng ta phải đổi, đổi sang, đúng không ạ? Thì cái đơn vị này nó càng lớn này thì chứng tỏ cuộn cảm có năng lượng tích trữ càng lớn không? Tích trữ đây là gì? Năng lượng của nó đúng không? Năng lượng nó được chuyển đổi về cái dạng trạng thái gọi là từ trường. Khi mà chúng ta ngắt cái nguồn điện đi thì cái từ trường đó nó sẽ cảm ứng lại chính cái cuộn dây đó và nó sẽ tạo ra một cái gọi là điện áp, đúng không? Năng lượng điện. Nói như vậy thì lúc này nếu mà mình cấp một cái điện áp một chiều đây, nó cho điện áp đi qua không? Có, đúng không? Đấy. Mình cấp một cái điện áp một chiều đây thì nó sẽ cho điện áp đi qua. Đó, cho điện áp đi qua. Nhưng mà nếu mà trường hợp gì ạ, nó có cản trở dòng điện không ạ? Cản trở bởi cái thực ra thì cuộn cảm nó không cản trở dòng điện nhé, cản trở cuộn cảm là đặc biệt là không cản trở dòng điện một chiều đấy. Tuy nhiên dòng điện một chiều đi qua cuộn cảm có cái số vòng dây nó càng lớn, tức là chiều dài dây lớn ấy, thì nó sẽ bị cản trở càng nhiều bởi cái điện trở suất của cuộn dây, đúng không? R nó sẽ bằng rho L chia cho S này, đúng không? Nó cản trở bởi cái chiều dài của dây dẫn và cái tiết diện dây dẫn thôi, mà cái chất liệu dây dẫn chứ không phải là cản trở bởi cuộn cảm nha. À, rồi bởi vì đây là điện trở của dây dẫn, đúng không? Chứ không phải là điện trở cuộn cảm. Thì về cơ bản ấy là cuộn cảm nó không cản trở dòng điện một chiều, đúng không? Điện áp một chiều qua thoải mái.
Điện áp một chiều nó đi qua cuộn cảm thì nó sẽ bị sợ, nó sẽ đi từ đầu này, đi từ 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 qua đây. Đấy, đâm ra điện đối với cuộn cảm này thì điện áp đi qua nó sẽ bị chậm lại một tí, đúng không? Nó bị chậm lại một chút. Nó phải đi từ đầu này qua đầu này, nó đi, đi 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 đi. Bị chậm lại một chút. Thế thì đây chính là cái cuộn cảm, đúng không? Đối với điện áp một chiều là như vậy. Thế thì khi đối với điện áp xoay chiều thì làm sao? Đúng không? Xoay chiều. Anh em phải ghi vào, đúng không? Cuộn cảm đi cho dòng điện một chiều đi qua, đúng không? Đồng thời nó cản, nó bản chất của nó thì không cản trở dòng điện một chiều, nhưng mà cái cuộn cảm mà có số vòng dây càng lớn thì sao ạ? Nó đi qua càng khó, nó bị cản trở bởi cái điện trở của cuộn dây, điện trở của dây dẫn. Thế thì nếu với điện áp mà xoay chiều chúng ta đi qua thì sao? Đúng không? Xoay chiều. Xoay chiều. Giả sử như này, em đây em lắp một cái bóng đèn, đúng không? Xoay chiều, ở đây chúng ta là xoay chiều QC. Xoay chiều thì đương nhiên là chúng ta có pha rồi, đúng không? Thế thì anh em để ý này. Khi chúng ta đưa một cái điện áp xoay chiều đi qua, đúng không? Em giả sử đây có hai điểm A và B. Xoay chiều đi qua. Giả sử điểm A là dương này, B là âm. A dương, dương lúc này anh em nhỉ, nó đi qua không? Đi qua bóng sáng, đúng không? Nhưng khi mà điện áp vào đảo chiều anh em nhìn về không này, thì sao? Khi nó đảo chiều về không, khi nó đảo chiều về không thì có phải là cái năng lượng vừa được sinh ra trên cái cuộn cảm này, lúc đấy dòng chảy đi qua mà sinh ra một cái từ trường xung quanh cuộn cảm, nó sẽ cảm ứng lại chính cuộn cảm này, đúng không? Cảm ứng chính để nó, và cái cuộn cảm này sẽ tạo ra một điện áp ngược. Đầu tiên đây được cấp điện áp dương này, bởi vì nó đi đây dương mà, nó đây âm, thì nó sẽ tạo ra một điện áp ngược biến thành đây là dương và đây là âm, đúng không? Sẽ có một điện áp ngược chạy ngược lại từ từ bên này qua này, đúng không? Đến khi nếu mà chúng ta nó đảo chiều lại như này thì cái năng lượng đó nó giải phóng, đúng không? Giải phóng thì sao? Thì bên này lúc này điện áp đảo chiều thì bên này biến thành âm không, bên này biến thành dương không? Dương. Thì anh em nhìn này, bên này âm mà lúc nãy cái cuộn cảm này nó tạo ra một điện áp chạy đi đây đến đây, tức là đây lại là âm nữa, âm đây là dương, đúng không? Thì lúc này mình sẽ thấy là nó giống như kiểu này, nguồn điện này đây nó đang là âm này, đây đang là dương, gặp một cái nguồn điện nữa này lại âm tiếp này, xong đuôi cho bóng đèn này. Đấy, ví dụ đây là 220 V, cái này là 20 V, thì lúc này điện áp nuôi bóng đèn là khoảng bao nhiêu V, bao nhiêu? 200 V, đúng rồi, bởi vì lúc này anh nhìn này, cái điện áp ngược này nó tạo thành 20 V không? Anh nhìn này, dương nó sẽ đi đây, dương 220 V đi đây, đi ở đây nhưng mà gặp lại gặp dương không? Nó bị cản lại, nó cản lại, đúng không? Dương nó bị cản lại 20 V không? Bị cản lại 20 V sau đi qua đây để về đây này không? Đấy, bài ngay cái bài nguồn điện vào trong điện em nói rồi, đúng không? Thì lúc này chúng ta sẽ bị cản lại 20 V bởi bởi cái gì? Bởi cái cuộn cảm này sinh ra, đúng không? Thế thì em bắt đầu em làm thay đổi, em tăng công suất này lên, tăng cái tần số làm việc lên. Đó, điện áp xoay chiều em bắt đầu cho nó đảo chiều nhanh hơn, thì cái điện áp ngược trên này có phải sinh ra nhiều hơn không? Đúng không? Điện áp ngược sinh ra nhiều hơn, điện áp ngược sinh ra nhiều hơn thì nó cản trở dòng điện sao? Càng nhiều, đúng không? Tức là gì? Tần số thấp đi qua bình thường, tần số càng cao thì điện áp ngược sinh ra càng lớn, mà điện áp ngược chính là cái thành phần nó cản trở cái dòng điện đó, nó chính là thành phần nó cản trở dòng điện xoay chiều đó. Đấy. Thế mình phát biểu như thế nào cho đúng nhỉ? Cuộn cảm này cho dòng điện một chiều đi qua, đối với dòng điện xoay chiều thì nó sẽ cản trở dòng điện xoay chiều. Dòng điện xoay chiều có cái tần số càng cao thì đi qua cuộn cảm càng khó. Nó được tính bởi công thức gì ạ? Đó là ZL nó sẽ bằng 2 bi FL, đơn vị tính là ôm nhé. Mà ôm này nó chính là cái giá trị mà nó cản trở dòng điện ấy. Cái số ôm này mà càng lớn bao nhiêu thì cản trở dòng điện càng nhiều bấy nhiêu, đúng không? Tức là gì? Khi mà tần số có cái tần số làm việc cao này thì cái số ôm này cũng sẽ lớn này, cản trở dòng điện càng nhiều, đúng không? Tạm dừng cái, em có khách ấy.